Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận Đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Kim Phúc, vị khách đặc biệt ngày hôm nay từ Việt Nam sang. Anh tiến sĩ Phúc là một người đã nghiên cứu về tình hình về Biển Đông trong nhiều năm vừa rồi. Thì trong khoảng 2 tuần vừa rồi nó có một cái biến cố mà lẽ ra nó sẽ phải gây cái sự phẫn nộ lớn lắm ở Việt Nam. Đó là chuyện mà Trung Quốc đã đặt những cái dàn hỏa tiễn phòng không trên ba bãi đá ngầm mà bây giờ đã trở thành đảo nhân tạo rồi. Thì thứ nhất anh thấy là cái việc này nó có gì ngạc nhiên mà cái hậu quả sau này đó là thế nào về mặt quân sự cũng như về chính trị? Dạ vâng. Nếu mà nói những cái động thái của Trung Quốc trong vài tháng vừa qua trên Biển Đông, nhất là trên các cái vùng mà họ dùng vũ lực chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa đấy, thì chúng ta phải nhắc lại cái sự kiện cái giàn khoan HD 981 vào năm 2014. Rõ ràng Trung Quốc không phải dùng giàn khoan này để đi khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà đây là cái một hành động dương đông kích tây để tập trung dư luận của Việt Nam và thế giới vào cái giàn khoan này để họ hoàn chỉnh vấn đề quân sự hóa trên các đảo mà họ đã chiếm đóng. Và cái thời gian vừa qua anh biết họ đã triển khai các cái tên lửa đất đối không chống chiến hạm ở trên cái những cái cụm đảo mà họ chiếm đóng, nó đe dọa tất cả các cái thành phố ven biển của miền Trung và miền Nam của Việt Nam với cái tầm bắn là 450 km. Đó đúng là cái khoảng cách từ đảo bãi đá chữ thập cho đến bờ biển Việt Nam trên cái tầm mà tác chiến của tên lửa của Trung Quốc. Bên cạnh đó là họ vừa công bố một cái bản đồ đường lưỡi bò, nhưng không phải là đứt đoạn chính đoạn nữa, mà một cái đường lưỡi bò liên lạc nó bao gồm tới chia cắt cái vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, nó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, rồi cái bãi Cáp Pro, rồi cái bãi Gem. Và họ đưa ra không còn cái gọi là Tam Sa như năm 2007 nữa, mà bây giờ nó lại là Tứ Sa, Đông Sa, Trung Sa, Nam Sa, Tây Sa. Thì chúng ta thấy cái tham vọng của Trung Quốc đấy, họ âm thầm nó trái lại cái lời hứa cam kết và hòa bình ổn định ở khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Và phải nhắc lại là sau cái phán quyết của cái tòa trọng tài thường trực mà theo cái điều 7, theo phụ lục 7 của cái luật biển Liên Hợp Quốc năm 1982 đó, là họ bất chấp tất cả, tức là không đàm phán, không thừa nhận vai trò của tòa và không tuân thủ. Tôi chỉ thấy cái là mới đây cái chuyện này làm nói để cho cười anh em cười vui thôi. Thì nghĩa là ở đây mới đã, thì các báo chí của Việt Nam nói là nhiều người, nghĩa là du khách Trung Quốc đã mang cái áo Việt Nam mình kêu là áo phone, nhưng mà thật là nó là áo t-shirt đó. Yeah. Đằng sau nó có chữ nghĩa là cái đường lưỡi bò. Yeah. Vô Việt Nam thì Việt Nam cư xử là rất là tương đối là ôn hòa với người ta, trong khi những người Việt Nam cũng mang mấy cái áo phone nói theo người, tiếng Việt Nam đó, mà có đường lưỡi bò mà cắt đó thì họ nhốt. Thì tôi không hiểu đó, ở chỗ này anh thấy không, tôi thấy là nó có một cái, một bên là một người mà gọi là nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, mà một bên thì tôi thấy là chính phủ Việt Nam có những cái nghĩa là cư xử không được đẹp chính đối với dân chúng của họ. Tại vì người ta là chống đường lưỡi bò thì họ để đường lưỡi bò thì tại sao bắt người ta, trong khi mà mấy anh Trung Quốc đó thì là bị nghĩa là tờ nghĩa là Thế Giới từng báo nói là Việt Nam thiếu tự tin, thiếu này thiếu kia. Thì rõ ràng là gọi là cái chữ Anh nó kêu là condescend, nó nghĩa là từ trên nhìn xuống, nhìn một cách khinh bỉ người Việt Nam, nói Việt Nam mình thiếu tự tin. Thì thật ra tại vì khi mình đi, tôi xin lỗi tôi sử dụng cái chữ, khi mình đi làm bồi cho tàu thì tự nhiên tàu nó nói cái gì phải chịu thôi. Nhưng mà cái đó thì người Việt Nam mình coi cái nó làm cái nhục nhã. Tôi chưa thấy một nước nào mà có cái cư xử đối với dân họ, khi dân họ nghĩa là phản đối cái vấn đề xâm lược của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam mà mình lại bị nghe là đàn áp. Thì tôi thấy là không có cái gì mà xấu hổ bằng cái đó. Tôi không biết mấy cái anh mà nghe là dư luận viên đó
nghe cái này có cái này cái gì không trúng đó, thì cho tôi biết chứ đừng có chửi. Lúc nào cũng là chửi tôi khất, ăn nói là nghĩa là tôi nói tôi xin lỗi, ăn nói là không biết mở miệng ra là DM. Yeah. Mà DM mà kiểu như ngoài Bắc thì nghĩa là mình biết ngay là cái dân là cái dân vô học. Nhưng mà nói trúng đó thì tôi sẽ nghe. Nhưng mà cái gì không trúng đó thì cứ nói chứ đừng có chửi. À. Anh theo dõi cái chuyện mà Trung Quốc đã đặt cái dàn hỏa tiễn phòng không, mà nhìn thấy cái phản ứng của người dân Việt Nam cũng như của chính quyền Việt Nam, anh thấy có gì ngạc nhiên không? À, vâng anh, ở trong nước hiện nay nó có cái hai hiện tượng. Thứ nhất là quan ngại, nhưng mà dân thì không ngại. Nhà nước thì quan ngại, nhưng mà dân thì không ngại. Đó. Thì như tiến sĩ Quân vừa trình bày là những cái áo mà nó vẽ đường lưỡi bò nó vào Việt Nam. Việt Nam không biết xử lý như thế nào. Mà ngay cả tờ Hoàn Cầu Thời Báo nó phê bình là thiếu tự tin. Thì cái vấn đề này trở lại vấn đề mà những cái động thái của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, công bố bản đồ mới, rồi quân sự hóa các đảo chiếm đóng của Việt Nam, rồi dùng những cái hình thức là tuyên truyền mềm thông qua cái con đường du lịch, rồi cái con đường tơ lụa đó, để cái người dân nó đã củng cố thêm cái niềm tin của mình về cái thủ đoạn của Trung Quốc không bao giờ từ bỏ cái ý đồ mà xâm lược Việt Nam. Thì ở trong nước chúng tôi cũng mỗi lần mà Trung Quốc có một cái động thái gì đó thì chúng tôi sẽ lên một khẩu hiệu quan ngại, dân không ngại. Thì đó là cái điểm mừng của cái đất nước của dân tộc mình, cái đồng lòng của người dân trước cái thảm họa của Trung Quốc. Ở trên thực tế thì giờ theo như cái sự tìm hiểu của anh, Việt Nam ngư dân cũng như hải quân Việt Nam có cái hoạt động gì trong vùng biển Trường Sa mà? Hay là vâng, cái theo tôi được biết đó, ngay cả cái lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc khi mà họ tuyên bố rằng có hiệu lực ấy, thì ngư dân Quảng Ngãi vẫn ra cái ngư trường đó là Hoàng Sa đánh. Đó, tôi có những người thân mà họ báo họ vẫn ra nhưng mà khó khăn nhiều hơn. Và cái mất dạy của thằng Trung Quốc hiện nay tức là nó không xua đuổi ngay từ ban đầu. Trước đây nó xua đuổi từ ban đầu, nhưng mà giờ nó để cho ngư dân ra đánh cá đầy rồi nó mới ra nó cướp. Gọi là cướp chứ không phải gọi là tịch thu. Còn ở vùng biển Trường Sa thì sao? Vùng biển Trường Sa đó, thì phải nói rằng ít có là hải sản bằng cái ngư trường của Hoàng Sa. Mà cứ ngư dân mình đó, là bây giờ thì anh biết rồi đó, là Trung Quốc nó hàng chục ngàn tàu nó xuống nó đánh, rồi Việt Nam đánh, rồi Mã Lai đánh, làm cái cạn kiệt cái nguồn cá trên biển Đông. Thành ra ngư dân mình mới sang Thái Lan, biển của Thái Lan, biển của Indo, biển của Mã Lai, rồi bị người ta bắt bớ, người ta đốt tàu, người ta xử tù. Thì đó là vấn đề nan giải của các nước trước cái nguồn lợi thủy hải sản trên biển Đông ngày càng cạn kiệt. Thì tôi nghĩ rằng cái mà quan trọng bàn để chống cái Trung Quốc, chống âm mưu quân sự quá trên biển Đông, thì cái chuyện đó là không phải một sớm một chiều mà nó chấm dứt được. Thì chúng ta bàn làm sao mà nuôi được cái nguồn lợi thủy hải sản ở trên biển Đông. Đây là vấn đề của các nước Đông Nam Á chứ không riêng gì của Việt Nam. Có khi nào Việt Nam bị cái nguy cơ là giữ được đảo nhưng mà rốt cuộc mất biển, nghĩa là không còn giữ được cái vùng biển chung quanh? Thì anh thấy Trung Quốc á, Trung Quốc tuyên bố với Mỹ là Trung Quốc vẫn bảo đảm cái quyền tự do hàng hải ở trên biển Đông, không đe dọa ai hết. Thì Mỹ, tôi tuyên bố là Mỹ không can dự vào vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Tất cả Mỹ đều lợi, chỉ có Việt Nam là thiệt. Tôi thấy cái nói như vậy là không đúng như vậy, tại vì Trung Quốc là bao giờ mình cũng biết là họ nói một đằng mà làm một nẻo. Thì quý vị thấy là các máy bay của Trung Quốc hay các máy bay của Phi Lực Tân mà bay trên đảo đó thì là bị cảnh cáo hết. Họ nói là tự do đi lại nhưng mà không phải như vậy đâu. Đây là chủ quyền của Trung Quốc. Các quý vị đang bay trên nghĩa là của đất của Trung Quốc và quý vị đi ra cho lẹ. Thì tụi Quốc Kỳ nó trả lời là đây là nghĩa là hải phận thế giới, phải nhận quốc tế, chúng tôi là bay trên hải phận nghĩa là không phận chứ không phải là không phận quốc tế, thành ra chúng tôi có quyền đi trong cái này, nhưng mà làm được bao nhiêu lâu và cái nào để ngăn cản cái này. Nhưng mà bây giờ đó thì rõ ràng là tất cả các cái vấn đề Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đó là thẳng tay hơn. Không, tức là tôi muốn tóm tắt điều này là hiện nay bây giờ Hoa Kỳ còn mạnh ấy, thì Trung Quốc còn để cho Hoa Kỳ đi trong Biển Đông ấy, thoải mái. Nhưng mà 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa đó, khi mà Trung Quốc đủ mạnh ấy, thì Mỹ sẽ có thể bị đẩy ra khỏi cái vùng đó. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận Đàm Thời sự trong tuần này và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần tới.